Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bánh bò nướng rễ tre từ bột pha sẵn, đơn giản, nhanh gọn và dễ dàng thành công. Với cách làm này thì bánh bò nó sẽ trong, dai, có nhiều rễ tre. Sau đây thì các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình. Mình đã chuẩn bị ở đây là một bịch bột bánh bò pha sẵn, có khối lượng là 400g. Các bạn có thể tìm mua ở Bách Hóa Xanh, ở siêu thị hoặc là ở tiệm tạp hóa thì đều có bán rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cho bột ra ngoài thau để mình chuẩn bị đi làm bánh. Ở trong mỗi bịch bột như vậy thì sẽ có là một gói men khô. Gói men này thì nó rất là tiện lợi luôn. Mình sẽ cắt ra và cho vào bột, chứ mình không cần phải mua men bên ngoài. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Tiếp tục thì mình sẽ cho vào là 350ml nước dừa tươi. Mình sẽ cho vào từ từ thôi. Mình làm bằng nước dừa tươi thì bánh nó sẽ trong, dai và ngon hơn. Sau khi cho nước vào rồi thì mình sẽ dùng tay mình nhồi. Mình sẽ nhồi ở trong vòng là 20 phút. Mình nhồi càng kỹ thì bánh sẽ càng ngon đó các bạn. Sau khi mình đã nhồi được là 20 phút thì mình sẽ gom bột lại. Mình đậy nắp và mình sẽ ủ bột từ 30 phút cho đến 1 tiếng, tùy theo nhiệt độ phòng. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi nấu nước đường. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào là 350g đường thốt nốt. Mình đã cắt nhỏ ra rồi. Để một lát nữa khi nấu thì nó sẽ nhanh tan hơn. Rồi mình sẽ cho vào là 300ml nước cốt dừa. Vì mình không thích ăn béo cho nên mình sẽ thêm vào là 200ml nước dừa tươi. Nếu như bạn nào thích ăn béo thì các bạn có thể cho vào luôn là 500ml nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào là 1/3 muỗng nhỏ muối cho nó đậm đà hơn. Rồi mình sẽ khuấy đều lên và nấu cho đường nó tan ra. Chứ mình không cần phải nấu cho nó sôi lên đâu nha các bạn. Mình nấu nãy giờ nó tan ra hết như vậy là được rồi. Mình sẽ tắt bếp và đợi cho nó nguội. Để một lát nữa mình sẽ cho vào bột. Quay lại phần 1 thì mình đã ủ được là 45 phút rồi. Lúc này thì bột nó nở ra rất là nhiều luôn. Và khi kiểm tra thì bột nó sẽ xốp lên như vậy là được rồi. Tiếp tục thì mình sẽ cho nước đường vào. Nước đường lúc cho vào thì nó sẽ còn ấm, để cho bột nó lên men tốt hơn. Và các bạn lưu ý là đừng để nước đường nó nóng quá, vì như vậy thì sẽ làm chết men. Rồi mình sẽ khuấy lên nó cho bột nó tan đều ra. Để cho bột nó mịn màng hơn thì mình sẽ luộc qua rây để loại bỏ cái phần lợn cận. Đây là bột sau khi mình đã luộc xong rồi này các bạn. Nó đã mịn lại rồi. Tiếp tục thì mình sẽ đậy nắp lại và ủ bột lần 2, thêm là 45 phút nữa. Sau 45 phút mà các bạn mở nắp ra và các bạn thấy bột nó có nhiều bọt khí nổi lên trên mặt như vậy là bột nó đã đạt rồi. Mình sẽ thêm một ống vani vào cho nó được thơm hơn. Rồi mình sẽ khuấy đều lên và chuẩn bị mình đi nướng bánh là được rồi. Để nướng bánh thì mình đã chuẩn bị là một cái chảo chống dính, có đường kính là 24cm.
Trước khi cho bột vào thì mình sẽ quét dầu ăn vào lòng chảo và thành chảo, để khi lấy bánh ra thì bánh sẽ không bị dính. Với số lượng bột như vậy thì mình sẽ chia ra làm hai lần để mình nướng. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào là 1/2 lượng bột trước. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Ở đây mình dùng cái nắp bằng kính như vậy để dễ quan sát hơn. Và mình sẽ nướng bánh trong vòng 15 phút với mức lửa nhỏ nhất có thể. Và trong lúc nướng thì mình sẽ thăm chừng và xoay chảo để cho bánh nó không bị khét. Đây là bánh sau khi mình nướng được là 15 phút nè các bạn. Lúc này thì cái mặt trên của bánh nó đã trong lại, và cái viền bánh xung quanh thì nó cũng đã vàng rồi. Sau đó mình kiểm tra mặt dưới, nếu như thấy bánh nó vàng luôn là được rồi. Mình sẽ lật bánh lại để tiếp tục với mình nướng mặt trên. Lật lại thì cũng rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần mình úp ra cái nắp như vậy là được rồi. Sau đó mình sẽ cho trở lại vào chảo và mình nướng thêm là khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút thì mình sẽ mở ra để kiểm tra. Nếu như các bạn thấy bánh nó vàng luôn rồi là được. Mình sẽ tắt bếp và cho bánh ra ngoài. Tiếp tục thì mình sẽ nướng cái phần bánh còn lại. Sau khi nướng bánh xong thì mình sẽ quét dầu ăn lên trên để cho bánh nó được bóng và mướt hơn. Ngoài ra thì bánh nó sẽ không bị khô. Tiếp tục thì mình sẽ cắt nhỏ bánh ra. Bánh lúc này thì rất là thơm. Nó thơm lừng luôn đó các bạn ơi. Vậy là mình đã làm xong rồi. Bánh bò thì nó mềm, dai, có cái mùi rất là thơm. Bánh thì nó có cái màu vàng của đường thốt nốt. Mình nướng lên nó rất là đẹp. Bánh thì nó vàng, trong, bóng và có rất là nhiều rễ tre bên trong luôn. Ngon lắm luôn đó các bạn ơi. Mình mời các bạn thử cùng với mình. Mình ăn vào thì bánh bò nó mềm, dai, thơm mùi đường thốt nốt, béo với nước cốt dừa. Ăn rất là ngon luôn. Món này khi làm xong thì các bạn có thể để trong ngăn mát tủ lạnh và mình có thể bảo quản được là 4 ngày. Cho nên nếu như có thời gian thì các bạn hãy làm thử món này để có thể chiêu đãi cho mọi người trong gia đình. Mình chúc các bạn thành công. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.